Hay là để tôi dùng tiền chiêu của tôi đi. Trời đất, bà ngoại mua cả viên chia. Bị kẻ viên chia nhờ. Trên bảo, trên bảo. Thôi xuống bơi lại đi ông nội. Ghê. Nghĩ sao đi bơi mà đấy không dám bơi mày. Ghê con khỉ, bây giờ ông xuống đo nước thử xem ơi. Ừ. Đó, nước có sâu đâu. Tiêu thì game.net đây các bạn. Ở trong đây thì nó bán đầy đủ hết tất cả các loại game luôn đó. Nhưng mà đặc biệt là Liên Quân có ạc nhiều, rất là nhiều ạc ngon. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng nhập nè. Đó, cái đăng nhập ở bên phải trên cùng các bạn mình đang để con chịu thấy không? Các bạn đăng nhập vô bằng Facebook nha các bạn. Đấy, đăng nhập vô là được. Thì các bạn thấy cái chữ nạp thẻ kế bên đúng không? Đó, bảo ren nào nạp thẻ kế bên. Đấy, ở trong đây thì nó có rất nhiều loại thẻ nè các bạn ơi. Viettel, Vina, Mobi, các bạn nạp cái nào cũng được. Nạp 20 thì các bạn sẽ được 20 luôn. Và ok, mình sẽ quay lại siêu thị game. Mình cho các bạn xem là cái shop này như thế nào nha. Shop này rất là đa dạng luôn. Đấy, Liên Quân Mobile ở trên nè. Ở dưới có Bopmoji cũng có nè, Jinspeed cũng có nè, đó. Nhưng mà đặc biệt ở đây á là cái random, các bạn quay random của Liên Quân ra rất nhiều ạc ngon, mình đã quay rất nhiều ạc ngon trong cái shop này rồi, các bạn cứ thử đi nha. Nào đó, random sơ cấp nè, random cấp 2, random cấp 3, random cấp 4, cao cấp và random siêu việt. Đấy, thấy chưa, rất nhiều ạc ngon luôn. Bây giờ mình thử vô, mình quay thử một ạc cho các bạn xem nha. Giả sử mình ra quay, mình quay ạc 9k các bạn ơi, cực kỳ rẻ, có 9k. Ok, mình thử mua thử một cái ạc và mình check cho các bạn xem coi là ạc này nó ngon hay không nha. Đó, mua ngay nè các bạn. Có, tôi muốn mua, đấy, bây giờ mua thành công. Giờ mình check ạc cho các bạn xem nha. Bây giờ các bạn ơi, đây là ạc mà 9k mình vừa mua của siêu thị game.net đây các bạn ơi. Thì cái đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đó, level 30, bạc 3, đầy đủ, tướng 60, trang phục của... Ôi! Cái có nghĩa là cái đợt trước là mình được vàng 4 đúng không, mà bây giờ mình rớt xuống bạc 3 đó các bạn ơi. Nhưng mà tướng 60 là trang phục skin rất là nhiều. Đấy, ok, mình sẽ cho các bạn xem tướng đây. Ôi, đây ngộ không siêu việt cực đẹp đó nha các bạn ơi. Và có rất là nhiều tướng ngon luôn kìa. Đấy, đẹp chưa, ui, đẹp thế. Rồi, đấy, nữ bố, mình có nữ bố ấy luôn kìa các bạn ơi. Và có cả rất là nhiều tướng rất là ngon luôn các bạn. Skin rất là nhiều luôn, đấy. Ngon đó các bạn, ạc này ạc xịn luôn á. Mình không biết là ạc này 9k hay là 9 triệu nữa. Mình thấy rất là ngon, ạc này chắc là bán, cũng chả muốn bán đâu các bạn ơi. Và mình cho các bạn xem thử ngọc nha các bạn. Đây ngọc. Ngọc thì ôi, ngọc chưa có full các bạn ơi. Ngọc thì có 81 à, còn rất là nhiều ngọc 2. Mình còn rất là nhiều ngọc 2 các bạn ơi. Cho nên là mình phải củng cố thêm rồi mới đủ ngọc được. Nhưng mà không sao các bạn, đây ạc 9k mà nó đã ngon như vậy, rất là nhiều, rất là ngon luôn. Đó, mình cho các bạn xem sơ quầy, các bạn thấy đã đúng không? Thì á, bây giờ nếu mà bạn nào mà muốn có ạc Liên Quân mà ngon thì các bạn cứ vô gì ở siêu thị game.net nha các bạn ơi. Đấy, toàn là sướng có skin xịt vãi liền. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha, nhớ vô ủng hộ mình nha các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của Bảo Ren. Thì ngày hôm nay mình sẽ rủ anh em Wi-Fi của tụi mình. Bây giờ mấy ổng ở đang ngủ ở trong á, bây giờ mình phải đi huy động từng ông. Ngày hôm nay anh em Wi-Fi sẽ đi tắm hồ bơi các bạn ơi. Và mong là các bạn đang xem á thì các bạn hãy nhớ để lại một like cho mình nha các bạn ơi. Like, share và subscribe kênh của anh em Wi-Fi của tụi mình nha các bạn. Thì bây giờ mình hở đang thấy Định Mệnh nó đang nằm ngủ đây các bạn. Mình sẽ hở gọi Định Mệnh đi trước nha các bạn. Định Mệnh ơi, Định Mệnh. Mình quên, Định Mệnh này các bạn, nó bị điếc tai bên đây các bạn ơi. Cho nên á mình sẽ la tai bên kia. Định Mệnh. Ê, cái gì vậy? La lại ghê quá. Cái gì, tôi đâu la đâu, tôi nói nhỏ Định Mệnh. Tôi la đâu, ông dậy đi. Bây giờ hả, anh em của tụi mình hả, rủ anh em đi tắm hồ bơi chơi. Tắm hồ bơi chơi, trời mát nè. Ngủ thiệt dây. Bây giờ tôi rủ ông, là còn mấy anh em wifi còn nữa. Đã, hả, chút nữa anh em của tụi mình đi sẽ đi tắm hồ bơi. Cái môn sở thích của ông thích tắm hồ bơi nè. Đúng rồi ha. Tắm hồ bơi. Ngủ ổng lười. Ổng lười thiệt chứ. Cái gì tắm hồ bơi. Bây giờ tôi ông hả, đi vô rủ mấy ông khác nữa. Thay mặt cái bên rồi. Tụi con bây giờ đi vô hả, gọi nó dậy. Lâm ơi, dậy Lâm ơi. Lâm kỳ ta, nó ngủ luôn chung mỏ luôn kìa. Lâm kiến luôn á. Trời ơi, mặt nó là bạn. Dậy. Ủa, nó không dậy luôn. Có gì không ta? Hay là để tôi dùng tiền chiêu của tôi đi. Trời đất, bà ngoại mua cả viên chia. Bị kẻ viên chia nhờ. Vừa rồi là nhờ tuyệt kỹ của Định Mệnh, bà ngoài mua cái bên chiên. Bây giờ là Matula nó đã dậy rồi các bạn. Đó, bây giờ nó đang ở trong đau khổ các bạn hiểu không? Thì bây giờ anh em của tụi mình hả, phải đi gọi thêm vài ông nữa các bạn ơi. Mấy ông ở bên đó. Mấy ông ơi, đi tắm một bên mấy ông ơi. Trời phát cái gì vậy?
Dũng ơi, vậy Dũng ơi ơi, mà có nó Dũng Hi nó nằm ngủ cùng nhau nè. Giờ sao đấy? Hả? Giờ ông sử dụng công lực bà ngoại của cá bên chiên được nữa không? Sử dụng rồi. Ừ, rồi. Em sẽ chơi thì chiêu mới của em. Thì chiêu mới của Dũng của Lâm Tula. Đắp mề lại. Kêu nó dậy, kêu nó dậy đi Lâm. Bảo vệ nắng trong vàng đường. Hiểu game rồi. Hiểu game rồi. Thôi, thôi. Okay, các bạn, tập trung đông đủ. Đó là Mập Mon, Lomatula, Đình Mền và Dũng Hi. Bây giờ có một người cuối cùng, đó chính là anh Hiệp Đô Bi. Ngày đầu là anh Hiệp Đô Bi hả, đang nằm ngủ ở trong phòng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô mình kêu ổng dậy nha. Anh Hiệp Đô Bi ơi. Anh Hiệp Đô Bi có một cái tập rất hay nghe nhạc. Bây giờ hả, mình sẽ tới. Anh Hiệp Đô Bi ơi, giờ mình gửi cái tai phone này ra là ổng sẽ nghe các bạn. Sao tự nhiên có cái tai phone nhỏ nó vậy? Mình gửi cái tai phone nhỏ này ra là ổng sẽ nghe nè các bạn. Tự nhiên có cái cục gì trong nó vậy? Mất cái cục gì đó. Anh em ơi! Chơi các bạn đều chơi bất dây. Anh em ngủ đi hả? Chơi hồ bơi à? Hả? Ừ, chơi hồ bơi. Cái gì anh em? Hồ bơi. Gì vậy? Ủa ông Hiệp này, ông chạy đi đâu rồi trời? Cái việc này hả? Ông Hiệp ổng có một cái tập đó chứ là ổng rất là sợ hồ bơi các bạn. Thì hả, mình rủ ổng đi sợ hồ bơi, ổng bỏ đi luôn á. Không biết, anh em biết không? Nhìn ổng bỏ chạy đâu trời? Anh em ơi! Anh em! Ủa Lâm có Hiệp. Ủa không, em ở chung với anh Hiệp, có anh Hiệp đây không? Ủa như ông đi ra bếp rồi sao mà ông bếp hả? Ừ, đi ra kiếm thử ông đi. Vậy mình sẽ đi ra bếp. Anh Hiệp ơi, anh Hiệp có dưới bếp không? Ủa đừng mong, có anh Hiệp dưới bếp không? Anh Hiệp ở trong phòng định đi phải. Ủa sao Lâm nó lại kêu ra ngoài bếp? Trong phòng định nè. Ủa anh Hiệp ơi, anh Hiệp sao phòng tối vậy? Ủa đừng mất, có anh Hiệp đây không? Anh Hiệp hả? Anh Hiệp mình như đi toilet hả? Ủa sao mà nó kêu trong đây? Chắc tủ chạy mình ra mau. Ừ, vô toilet kiếm. Anh Hiệp ơi, anh Hiệp. Ôi Hiệp ơi, kìa đi anh Hiệp. Đi đi cuốn lên, đang ngày hiểu đâu. Anh Hiệp đang làm đâu? Mà có ai sẵn lên đúng không? Có ỉa chung không? Có ỉa chung không? Không ỉa chung. Sao tôi không có lấy con có? Mày mặc thẳng Lâm vậy? Lâm ơi! Anh Hiệp không có nhà bếp, mấy ổng cũng không thấy anh Hiệp nữa. Bó tay luôn, anh Hiệp đi đâu rồi á? Anh Hiệp đi đâu rồi? Anh Hiệp. Quỷ Lâm này không? Anh Hiệp nãy giờ trong phòng đây à? Quỷ Lâm nó chỉ đâu? Anh Hiệp á, Hiệp kêu đừng có nói anh ở đâu. Thôi lỡ đi luôn. Ờ đi luôn đi. Anh không đi hả? Em kêu định bà ngoại mua cá bên chiên anh á. Ok các bạn, và anh em quý fan của tụi mình đã tập trung đông đủ ở đây rồi các bạn ơi. Bây giờ hả, chỉ còn lúc hả, anh em của tụi mình hả, đi hồ bơi ơi. Đi hồ bơi đi. Đi hồ bơi anh em ơi. Chuẩn bị đi tắm hồ bơi. Bơi đâu ông ơi? 18 cộng á. Bơi đâu, bơi đâu? Bơi đây nè. Wow. Gì ơi các bạn ơi, bây giờ anh em quý fan của tụi mình sẽ đi xuống dưới tắm hồ bơi nha các bạn. Ok các bạn, và bây giờ hả, mình đã có mặt tại hồ bơi này các bạn ơi. Chút nữa anh em wifi của tụi mình sẽ vô đây bơi. Nhưng mà mình mới phát hiện đây một điều, đó chính là muốn bơi á, các bạn phải mua một cái quần bơi 40.000. Mà đây mình có 20 mà. Em hình như em có 2x20 hả? Ừ, 2x20. Cái 20 của em á là 20 cộng 20 bằng 40. Đúng rồi. Và anh cũng có 20 nè. Ừ, anh có 20. Nhưng mà 20 gấp đôi là thành nhiêu? 40 đúng không? 40. 20 gấp đôi là 40. Ừ, đúng rồi. Mà em có 20 cộng 20 cũng là 40. Ừ. Thì giờ anh với em đổi đi. Đổi đi. Đây ừ. Đúng không? 40 bằng 40. Ừ. Thế các bạn ơi, thì anh em của tụi mình đã chuẩn bị đầy đủ các bạn. Của thằng siêu nhân đó, siêu nhân xanh, siêu nhân đỏ. Đó, mình có siêu nhân đỏ các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ xuống bơi nha các bạn. Chưa kịp bơi, quên rắc mẹ rồi. Chắc to hả? Thôi đi xuống bơi đi bạn á, ông sợ. Gì? Sao cái gì mà sao? Thôi xuống bơi lại đi ông ơi. Nghĩ sao đi bơi vào đấy không dám bơi các bạn. Ghê con khỉ, bây giờ ông xuống đo nước thử xem ơi. Ừ, đó nước có sao đâu. Tụi đi xuống đây chứ ngồi trên đây hoài vậy. Thôi em lạnh lắm. Làm cái gì? Làm cái gì? Bắt nó xuống. Làm cái gì? Xuống đúng không? Làm cái gì? Rồi đi xuống. Rồi Vũ Hy bị ướt người rồi. Lớp gì vậy? Chơi bảo kìa. Chơi bảo, chơi bảo. Các bạn ơi, các bạn, hồi nãy Lâm Matula đã dám chơi mình, định mệnh mất bảo rồi. Giờ lên hồi đây các bạn. Đấy. Giờ mình sẽ đào tới các bạn. Trời ơi, chết gì nắm đầu nó ghê vậy trời. Ừ, trời phải lôi cái đầu vô, nắm người nặng lắm không lôi được. Ủa? Ủa? Còn sống à? Em lại, em lại, em lại. Em lại.
Bây giờ tới lượt Bảo Ren bơi xuống hồ bơi nè anh em ơi. Các bạn bông hai ba. Bơi gì vậy ba? Một bơi với em mà ba. Bơi gì trên đó vậy ba? Vãi. Ok các bạn, bây giờ anh em Wi-Fi của mình là sẽ chơi trò hộp nước. Nghe đâu là gì à? Đúng đi, chơi giỏi. Đúng đi, chơi giỏi nhất chỗ mình. Cho nên là bây giờ anh em của mình chơi. Nếu mà đứa nào mà thua cuối cùng á là đứa đó sẽ bị khao đi ăn tôm hùm. Ok nha. Đây. Chơi không dám chơi không? Chơi. Đứng gần nữa lại. Ok, đúng không? Đúng không? Rồi. Rồi ok. 1 2 3. À, Dũng đi đùa rồi, Dũng đi đùa rồi. Mình đẩy thêm mới lên á. Ngồi lên đó. Theo bay đâu? Theo bay. Chết. Mình mới tìm được một trò chơi, đó chính là trò chơi đi bộ dưới nước. Ok, ông nào mà đi tới nhanh á thì là coi như là ông đó sẽ thắng. Đích của mình là từ ở phía này cho đến bên bờ bên kia. Rồi, bắt đầu nè. Chơi, chạy tới đó nha. Cố lên, đưa đây, cố lên. Ủa, sao quỷ lắm nó đi mau vậy? Mình phải cúi xuống nước mình xem thử. Đừng muốn đánh nhau. Được, bây giờ tôi có một cái ý này đấy. Hai ông đứng gần lại đây. Bây giờ hả, tôi sẽ cho mỗi ông là xài một chiêu trước. Thằng Lâm nè, Lâm nó cao hơn. Bây giờ cho thằng Lâm đó cho một cái chiêu trước. Rồi, Lâm đi trước đi. Một không. Lâm win, một không. Đây, bây giờ là sẽ đến phiên của gì hả? Đình Mạnh. Chúng ta đây, thịt chiêu cuối. Tính chứ là thịt chiêu cuối rồi đúng không? Giờ xuất hiện đằng sau đúng không? Bao ai mua cả gì? Bây giờ cùng với lại đội bạn sẽ chơi một trò chơi. Đó chính là đấm dưới nước. Thằng nào đấm đau hơn thì thằng đó sẽ thắng. Đau quá. Chỉnh cánh tay này, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hài. Hãy lính chọn một đấm đi. Ha 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 ha. Sao tao không đau gì hết á? Tất nhiên là không thấy đau rồi, tao lấy cái quần của ngươi mà. Cái quần. Thấy kỳ không? Tự nhiên mấy chỗ khác nó mát mà chỗ này ấm nha. Đỡ là ấm mà đúng rồi. Em vừa mới tè xuống đó. Giờ phải nồi luôn. Thôi nước này chắc chát ta. Bây giờ sẽ là từ cái đài giữa Bà Bon và Lâm Atula. Ok, bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 là đua luôn nha. Chơi. 1, 2, 3, đua. À, mập nó đang đua kìa, mập nó không biết đua. Ủa, em sao vậy Lâm? Xong đi đi. Em không bơi được. Sao vậy? Em bị ai ôm cái chân ở dưới. Có thể là anh em không biết chứ thật ra là hả, anh em wifi của tụi mình đang quẩy á. Các bạn không tin đúng không? Đây nè. Anh em wifi của tụi mình đi tắm hồ bơi rất là vui. Thì trước khi mà đi về anh em của tụi mình đã tắm tới tối rồi, là hồi nãy trời trưa giờ anh em của tụi mình tắm tới tối. Thì bây giờ trước khi đi về muốn ở làm thi, đó chính là thi nhảy bơi đua. Bây giờ nguyên đám nhảy xuống đó xong rồi đến bơi đến chỗ kia. Rồi coi như là anh em của tụi mình sẽ đi về nha các bạn. Đây là cái khúc cuối rồi các bạn ơi. Cãi đi. Yeah, tôi thắng rồi nha. Ủa anh em đâu rồi?